Dư Sương Hoa cho rằng thất bại của mình trước Vương Tiểu Long là do đối thủ đã chơi xấu và sau khi đã bị đánh tới bời thì truyền nhân của Diệp Vấn đã đổ lỗi cho chiếc găng tay đầm bốc. Tại sự kiện võ thuật mang tên Nghi Mông Truyền Kỳ mới đây, võ sư Vịnh Xuân Dư Sương Hoa đã ba lần bị hạ đo ván rồi để thua dưới tay môn sinh triệt quyền đạo Vương Tiểu Long. Chỉ sau chưa đầy 3 hiệp, võ sư tự nhận là đệ tử ba đời của Diệp Vấn đã phải xin thua vì máu mũi đã chảy quá nhiều. Suốt trận giao đấu, ông chịu nhiều đòn hiểm từ đối thủ và gần như không có pha phản đòn nào đáng kể. Dư Sương Hoa giải thích nguyên nhân thất bại là do chiếc găng tay. Dư Sương Hoa là võ sư Vịnh Xuân rất nổi tiếng ở Trung Quốc, từng xuất hiện trong nhiều giải đấu và được nhiều người hâm mộ đặt cho biệt danh là Diệp Vấn Đương Đại. Chính bản thân Dư Sương Hoa tự nhận là đệ tử ba đời của đệ nhất tông sư Diệp Vấn. Còn Vương Tiểu Long là huấn luyện viên võ thuật MMA, thường bắt chước các động tác chiến đấu của Lý Tiểu Long và anh cũng đang theo học triệt quyền đạo Trận đấu giữa hai cao thủ này đã thu hút sự chú ý đặc biệt của giới truyền thông Trung Quốc Theo tường thuật của trang tin tiếng Hoa Sina Sport Vương Tiểu Long tỏ ra mạnh mẽ hơn Và liên tục có những đòn tấn công như vũ bão khi đánh ngã Dư Sương Hoa xuống sàn chỉ sau 7 giây Tuy nhiên sau đó Dư Sương Hoa đã cố gắng đứng dậy được Sina Sports biết rằng Dư Sương Hoa bị đánh ngã nhiều lần liên tiếp Nhưng sau mỗi lần ngã xuống sàn anh ấy lại đứng dậy siết chặt nắm đấm và lại lao vào đối thủ. Nhưng đến hiệp thi đấu cuối cùng thì Dư Sương Hoa đã kiệt sức và dù có đội nón bảo hộ nhưng cao thủ Vĩnh Xuân vẫn bị đối thủ Vương Tiểu Long đánh cho chảy máu mũi. Trọng tài đã quyết định chấm dứt trận đấu và xử thắng cho Vương Tiểu Long giành chiến thắng nốc ao kỹ thuật. Thất bại của Dư Sương Hoa một lần nữa làm ảnh hưởng đến thanh danh của võ thuật cổ truyền Trung Quốc. Nhưng Dư Sương Hoa đã đổ lỗi cho thất bại là do chiếc găng đầy. Anh chia sẻ với Sina Sports. Để bóng nghẹt võ thuật truyền thống chỉ cần một đôi găng tay đấm mốc là đủ. Thật khó cho các võ sĩ truyền thống khi phải thi đấu với đôi găng tay như vậy. Găng tay là sản phẩm của quyền Anh phương Tây, không phải là của võ thuật Trung Quốc. Và im lặng sau vài ngày, cuối cùng Dư Sương Hoa cũng đã đăng đàn giải thích về trận thua mối mặt. Để kìm hãm sức mạnh của võ thuật truyền thống, chỉ cần một đôi găng tay boxing là đủ. Đeo găng tay boxing lên không chỉ Vịnh Xuân mà bắt quái trưởng, Hồ Hình Quyền, Đường Lang Quyền cũng đều không phát huy được thế mạnh. Một người học võ thuật truyền thống mà đeo găng tay boxing lên đài thì chẳng khác gì để một tài xế già cầm hai tay hai chai nước và lái xe bằng chân. Cũng theo Dư Sương Hoa, ông muốn sử dụng găng tay chia ngón như trong MMA, nhưng đối thủ phía Vương Tiểu Long cùng ban tổ chức có vẻ như đã thông đồng để buộc ông phải dùng găng tay boxing. Nhận định về lời giải thích của vị truyền nhân Vịnh Xuân, Trang Sohu nhắc lại trận thua của Dư Sương Hoa trước Hùng Trình Trình như sau. Dư Sương Hoa lúc đó không cần đeo găng, tự do sử dụng đôi tay để thi chuyển võ công, nhưng cuối cùng vẫn thất bại trước Hùng Trình Trình, vốn chỉ đánh bằng một tay. Vào thời điểm đó, Dư Sương Hoa đưa ra lý do không hợp phong thủy, ăn không đủ bữa và bị chấn thương từ trước. Và theo lời giải thích của Dư Sương Hoa, anh ta thua hoàn toàn vì nguyên nhân khác, chứ không phải vì võ công kém cỏi. Nhưng có lẽ anh ta đang trở thành một mã bảo quốc thứ hai của làng võ thuật Trung Quốc. Võ sư Thiếu Lâm tuyên bố dùng ám khí để hạ Mike Tyson. Mạc Hoàng Quan trở lên nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi tuyên bố là đệ tử thứ tư của phái Thiếu Lâm và dễ dàng hạ gục Mike Tyson bằng phi tiêu độc. Tôi có thể đánh bại Tyson không? Tôi chắc chắn có thể làm điều đó trên sàn đấu. Nhiều người nói rằng tôi đã già và Tyson có thể nấp ao tôi bằng một tay. Nhưng đừng quên chuyện gì cũng có thể xảy ra. Kết quả có thể khác nhau nếu tôi thay đổi đấu pháp. Sohu trích dẫn tuyên bố của võ sư họ mạc. Tôi nghĩ võ thuật truyền thống có thể chiến đấu được Dương Lộ Thiền, Tôn Lộc Đường, Đồng Hải Xuyên, Hoác Nguyên Giáp, Diệp Vấn, Lý Tử Long Đều là những bậc thầy về võ thuật và chúng tôi không phủ nhận điều đó Các quy tắc không nên hạn chế Nhưng tốt nhất là không mặc đồ bảo hộ cho phép sử dụng phiêu tiêu độc, ám khí, các chiêu thức của võ thuật Ông nói thêm Theo Sohu thì Mạc Quan 55 tuổi đến từ Hồ Nam, Trung Quốc Ông là đệ tử thứ tư của Trương Thiết Đà, bậc thầy về khí công của môn phái Thiếu Lâm. Võ sư họ Mạc tự nhận thành thạo các binh khí và có thể sử dụng phi tiêu độc. Ông thường biểu diễn võ thuật trước các đệ tử. Dù vậy, tuyên bố ngông cuồng của võ sư 55 tuổi bị truyền thông bóng mẽ, Mặc Quan ngụ ý đánh bại Thái Sơn bằng ám khí, có vẻ như ông ta giống như một lão già bị ám ảnh bởi võ thuật, Sohu nhận định, chắc chắn muốn liệt nửa người. Nói nhiều làm ít, võ thuật hiện đại chỉ là cái giá treo hoa. Ông nên nói chuyện với Mã Bảo Quốc để hỏi kinh nghiệm, chi để nổi tiếng mà sẵn sàng không thương tiếc khuôn mặt, một số bình luận chế giễu. Sau thông tin huyền thoại quyền Anh người Mỹ Mike Tyson tái xuất, nhiều võ sư Trung Quốc đã lên tiếng thách đấu. Tuy nhiên, hầu hết đây chỉ là chiêu trò để nổi tiếng trên mạng, bởi họ biết rằng không thể mời Tyson tới đấu vì mức phí lên tới hàng chục triệu đô la. Đệ tử Long Môn Phái bóc mẽ trò lừa của võ công chuyển điện Võ sư Hà Minh Duy, người thường xuyên chỉ trích các bậc thầy giả mạo trên mạng xã hội, có màn biểu diễn chế diễu trong các tiết mục ở mở màn Đại hội Võ thuật Sơn Đông Trung Quốc. Đại hội Võ thuật truyền thống Trung Quốc đã được tổ chức sau khi nhận được sự đồng ý của Hiệp hội Võ thuật Trung Quốc. Đây là sự kiện võ thuật truyền thống đầu tiên diễn ra ở Trung Quốc sau khi Hiệp hội Võ thuật nước này ban hành các quy định về siết chặt danh xưng võ sư hay bậc thầy. Mở đầu đại hội, Hà Minh Duy, đệ tử thứ 20 của Long Môn Phái, đã biểu diễn tiết mục chế nhạo võ công truyền điện, từng khiến cộng đồng mạng nhiều lần chỉ trích. Ông biểu diễn cùng học trò, chỉ cần cầm tay đã khiến đối phương nhảy lên như bị điện giật. Màn chế giễu các võ sư giả mạo kéo dài 4 phút trước khi đại hội bước vào các trận tranh đấu chính thức với cuộc tỷ thí tâm điểm giữa bậc thầy Vịnh Xuân Dư Sương Hoa và tay đấm Vương Tiểu Long. Cuộc đọ sức diễn ra ở thế trận một chiều khi võ sư họ Dư lép vế hoàn toàn trước đối thủ cao lớn, ông liên tục nhận những cú đá mạnh vào ngực và xin bỏ cuộc ở hiệp đấu thứ ba dù đã mặc đồ bảo hộ ở trận đấu sau đó, tôn lôi, nóc ao, tôn vũ chỉ sau so hai giây bằng cú đá khiến đối thủ bay xa 3 mét. Theo trang Quy Quy, ban tổ chức mời nhiều ngôi sao võ thuật xuất hiện trên sân đấu với số tiền cao và trang bị cho họ đồ bảo hộ. Đại hội áp dụng nhiều quy định nghiêm ngặt cùng mức phí cao nên không có nhiều người tới xem.